Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mọi người. Ở video này thì như anh em cũng đã biết thì Khải đã bán đã mua cái ạc giỏ đan á. Nói chung là nhiều anh em không biết Khải mua ạc giỏ đan rồi. Thì đây anh em, chung là ạc giỏ đan thì Khải mua rồi, nên là bây giờ ạc thứ yên Khải đang bị dư ra anh em. Đang bị dư ra á, nên là Khải đang muốn bán đồ với bán ạc giỏ đan bớt đi. Quên, bán đồ ạc thứ yên bỏ bớt đi chứ, tại vì tầm này chơi một lúc hai ạc thì không có nuôi kịp anh em, không có nuôi đủ. Đó, giỏ đan thì đây cho anh em xem đây. Giỏ đan sẽ đồ giỏ đan đây. Thì set đồ giỏ đan này thì được mua khá rẻ thôi, đạt hiệu ứng chóng 80 và được 12% trường hóa sát thương nội lực và được 45 chậm. Đó, thì nói chung là sau khi sắm được cái ạc giỏ đan này rồi thì bây giờ thì Khải đang tranh thủ bán đồ thứ yên với lại ạc thứ yên thôi. Hiện tại bây giờ Khải còn cái xác thứ yên nha anh em ơi. Khải còn cái xác thứ yên 94 và đồ thì bây giờ Khải bán đây. Đồ thì bây giờ Khải bán đây. Nói chung set đồ Khải bán với giá 30 kim. Nói chung là tất cả set đồ Khải mua là hơn 40 kim rồi. Nhưng mà giờ Khải cần phải bán lại để Khải đầu tư ạc giỏ đan đó. Nên là Khải bán lại cái set đồ cho Thế Yên nha anh em. Bán set đồ Thế Yên này thì có người mua 2 triệu rồi. Nói chung thì tổng lại set đồ Khải thì hơn 2 triệu anh em. Đơn giản nha, cái mũ 3 kim này. Rồi, kèm gia truyền cái áo này là 3 kim này. Đó, đúng chưa? Cái áo này mua 3 kim là rẻ ấy. Áo này 3 kim rẻ rồi, gia truyền bữa Khải mua 5 kim này. Đó, Khải chốt đồ cho anh em xem. Vũ khí này thì đơn giản Khải cho 10 kim thôi. Đó, rồi đai lưng này hôm trước Khải mua 6 kim này. Rồi, giày này bữa trước Khải mua 5 kim này. Đó, Khải chốt hết đồ là anh em. Bao tay này Khải mua 2 kim 5 thì 3 kim đó, 2 kim 5 đây. Rồi nhẫn chón này Khải mua 2 kim này. Đó, lẻ lẻ cho anh em xem tổng set đồ nha. Rồi nhẫn này Khải mua 1 kim 5 này. Rồi, cái bò này Khải mua 2 kim này. Tổng cả set đồ của Khải đây anh em ơi. Tổng cả set đồ của Khải mua bao nhiêu kim là Khải cho anh coi này. 3 này, cộng 3 này, cộng 5 này. Cộng cho 10 này, cộng cho 6 này. Cộng cho 5 này, cộng cho 2,5 này. Cộng cho 2 này, cộng cho 1,5 này. Cộng cho 2 này đó. Tổng set đồ khả là 40 kim rồi anh em thấy chưa? Đó, mua lẻ nhất khả là 40 kim rồi. Giờ là Khải bán lại cái này 30 kim thôi em ơi. Cả tất cả set đồ Khải 30 kim thôi. Ok anh em. Thì 30 kim thì nó tương đương gần 2 triệu Việt Nam đồng anh em. Nói chung là bán rồi thì còn cái xác thứ yên thôi. Anh em nào mua thì có thể liên hệ nha. Xác này Khải bán cho anh em thẳng giá luôn trên livestream luôn. 1 triệu rưỡi nha anh em. 1 triệu rưỡi nha. Mát kêu với lại cấp 94% hạng 60. Đó. Anh em nào ưng thì có thể inbox Facebook cho Khải. Đây. Nón này, nón này nãy Khải nói là 3 kim này. Đó. Áo này Khải mua 3 kim quá rẻ luôn. Khải bán 5 kim vẫn có người mua anh em. Vẫn có người hỏi Khải bán 5 kim nhưng mà Khải bán tất cả trùng theo set đó. Nên là Khải bán giá cũ cho người ta luôn. Đai lưng này Khải mua 6 kim này. Giày này Khải mua 5 kim này. Vũ khí này thì chắc chắn là 10 kim này, tầm 10 kim là có này. Đó. Nếu mà không tới 10 kim thì nó cũng tầm 5-7 kim. Thì với cái lượng 3 máy kim gần 40 kim mà Khải bán chỉ 30 kim thôi nè. Gia chiên này Khải mua 5 kim này. Đó. Ngập bò này Khải mua 2 kim này. Rồi nhẫn này Khải mua 1 kim rưỡi này. Nhẫn này Khải mua 2 kim này. Bao tay này Khải mua 2 kim rưỡi này. Đó. Tổng set đồ này trên tổng set đồ này giá trị 7 kim 40 kim anh em. 40 kim ấy. 40 kim ấy. Rồi, rồi. 7 kim 5 nào. Đào hoa đào cô đơn mong chờ 15 năm ta mãi đi tìm tìm đâu ra hình bóng xanh bên người anh hùng. Đó. Thì ông chuyển tiền một ít rồi, bây giờ thì đưa thêm 7 năm là đủ anh em. Đây. Nón này, áo này, đai lưng này, vũ khí này, giày này, gia truyền này, bao tay này, ngọc bội này, hai nhẫn này. Nói chung là cả set này Khải bán 30 kim thôi. Nói chung là Khải có rao trên nhóm á thì cũng có khá nhiều người hỏi thì ai cũng không mua được giá cả. Nói chung thì ai mua được giá thì mình bán thôi, tại vì tất cả cái món đồ này thì Khải mua là chốt hết gần 40 kim rồi nè. Hết 40 kim rồi. Hết 40 kim thì Khải bán lại tầm này thì có khoảng tầm 30 kim thôi. Bán rẻ cho người mới chơi thôi anh em. Đó, nói chung là anh em xem lại lần cuối được Khải chấp nhận nha. Đây, nón mát ộp nè. Áo này vẫn đẹp luôn anh em ơi. Áo này nhìn rất là đẹp rồi. Không còn áo nào hơn ở server này. Đai lưng. Nói chung là Thúy Yên anh em, set này thì dành cho Thúy Yên nha.
Thúy Yên thì nó ưu tiên về cái phần nội lực hơn một chút, nội lực hơn một chút. Đa số đồ khả biêu cho Thúy Yên thì set này thì đạt hiệu ứng chưa đạt hiệu ứng gì cao, nhưng mà được 70 chót, 75 chậm thì có những trận giao tranh thì khả thấy với mang lượng 70-70 này thì rất hiệu quả nha em, rất hiệu quả luôn nha. Nếu như anh em mà đạt được 80-80 nữa thì càng tốt, chứ đừng có bỏ những mấy cái nhẫn này uống nha, phải mang mấy cái này đi, khả bảo đảm anh em luôn, hiệu ứng càng cao đánh giao tranh càng tốt, chứ đừng có nghĩ là cái móc 40-40 này nọ thì bỏ đi hai cái nhẫn này không mang vào á thì nó rất là tù nha. Đó, ok này, đang làm video anh em cứ bình tĩnh lên YouTube xem. Ok anh em nha, thì nói chung thì bán lỗ là cái chắc rồi, tại vì đồ nó thành nó thiệt với anh em luôn. Cũng như anh em mua một chiếc xe đi thì anh em chạy một tuần đến 2 tuần thì bà đảm anh em nó sẽ lỗ đi một ít rồi. Như này thì khải lỗ khoảng 25% rồi. Đơn giản là 40 kim mà khải bán còn 30 kim mà tính ra khải lỗ 25% nha. Đó, nói chung là 40 kim mà bán còn 30 kim là tính ra lỗ 25% chuẩn luôn. Lỗ 25% của vật phẩm khải mua rồi. Nói chung là set đồ này khải mua vừa chưa đầy một tuần. Set này chưa đầy một tuần. Lỗ 40 kim, lỗ 20, lỗ 10 kim. Thôi, thêm nha. Tôi xong video rồi. Chơi võ đang quyền cho khỏi. Hảo hữu à, hảo hữu rồi. Ok anh em nha, nói chung thì với cái set đồ này thì lỗ thì xác định là lỗ rồi. Giờ bây giờ khải chú tâm vào khải sắm đồ bên con giỏ đan. Nếu mà được món nào đẹp hơn, món nào VIP hơn thì khải sẽ sắm thêm cho nó nha anh em. Đó, nói chung thì mua từ lúc được 2 ngày gần 92 anh em ơi. Chung tầm cấp này thì cứ 1 ngày rưỡi một cấp, 1 ngày rưỡi một cấp. Rồi, hiện tại bây giờ thì Khải còn đang dư cái sát Thúy Yên 94-50%. Anh em nào có ngỏ ý mua thì có thể liên hệ cho với Khải nha anh em. Với cái giá Khải đang đợi ra là 1 triệu rưỡi cái sát này nha. 1 triệu rưỡi sát Thúy Yên 94 và hạng 2 số nha anh em. Chung là cũng nằm trên top Thúy Yên ấy. Chung là anh em chịu khó cày thế nữa là vượt top bình thường thôi. Bữa giờ Khải bỏ 2 ngày là không cày nè. Đó, lên được top 10. 2 ngày không cày à. Rồi, ok, không còn gì hơn. Cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video này và Khải chúc anh em một buổi tối xem video vui vẻ và hẹn anh em vào mỗi buổi tối hàng ngày vào lúc 19 giờ hàng ngày, đó là 7 giờ tối hàng ngày gặp Khải trên livestream nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em. Rồi đi tìm bãi đây, bãi Khải chan trên này anh em. Đó. Đây là set đồ giờ đang của Khải, Khải cho anh em xem làm một lần nữa. Nói chung là set đồ của Khải là đạt móc chón 80 và làm chậm 40 nha anh em. Nói chung ở thời điểm hiện tại bây giờ thì giờ đang nào cũng vậy thôi. Giờ đang nào cũng vậy thôi. Không thể nào mà đạt móc 80 làm chậm nha anh em. Không thể nào đạt móc 80 làm chậm, rất là khó. Nên là các giờ đang đều build cho mình khoảng là một món làm chậm 40. Còn lại là hiệu ứng chón và kháng hỏa nha anh em. Đây như nó Khải đây. Nó 40. Bao tay kháng hỏa 19 chón 30 và ngọc bội kháng hỏa 19 chón 30. Đó anh em thấy đẹp chưa? Rồi, chón tiếp theo là từ gia truyền 30 nữa được 90 chón nè. Đó. Rồi, nhẫn trên sẽ là kim và giày dưới sẽ là kim và Khải nói cho mình đó là chuyển hóa sát thương xấu. Và đai lưng này chuyển hóa sát thương xấu. Đó, sinh lực cao. Nhẫn này thì kháng lôi cao nhưng mà chưa có sinh lực. Khả năng tiền của nhẫn nào kháng lôi đẹp đẹp sinh lực cao tí là mua nha anh em. Rồi áo này thì sinh lực với lại lấy cái móc phục hồi 40 và sinh lực thôi, không có kích khăn lôi được. Đó, vũ khí khăn lôi, vũ khí khăn lôi và nhận khăn lôi. Đó, hai món với lại dây chuyền kháng tất cả xấu này thôi. Kháng hỏa cũng vậy thôi, 19 19. Đó, xấu khăn lôi thì 19 19 xấu. Nó còn lại là đa số là hiệu ứng với lại chuyển hóa, chứ Khải không có chơi kháng độc. Nếu cái này thì Khải mang kháng độc cũng được anh em, sinh lực cũng được, kháng độc cao cũng được, nhưng mà Khải lại không mang cái lượng kháng độc cao lên. Khải chỉ build chuyển hóa sát thương để cho giỏ đan thôi. Ok, và video này thì sẽ tạm dừng ở đây và Khải sẽ tiếp tục chan và hẹn anh em vào mỗi buổi tối 19 giờ hàng ngày nha. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ, bye mọi người.